Hey, xin chào cả nhà, mình là Cường Từ Điển đây và đây là kênh V-Home Gaming, chuyên nhận cài những game cổ xưa và fix lỗi các game ha. Ok, hôm nay mình sẽ ôn lại cái tựa game đó là Dynasty Warrior 8 nha. Mấy bữa mình đã có làm cái bản Dynasty Warrior bản Tam Quốc Chí 4 rồi. Đây, bản Tam Quốc Chí 4 này đây. Hôm nay mình sẽ làm cái bản Tam Quốc Chí 8. Đó là rồi ta. Đây, bản này nha. Thì cái bản này mình cái bản này nó nặng khoảng 25 GB các bạn, và nó bản này ai nhận cài còn cài thì mình sẽ cài nha. Nó fit hết lỗi và nó có full tướng full đồ luôn nha. Nó mấy bạn mà không biết cài nó sẽ có cái bị cái lỗi đó là nó vào màn hình nó chờ rất là lâu, phải chờ tầm 1 phút 2 phút luôn á nó mới vào được ha. Rồi đi sơ về cái bản này một xíu thì cái bản này có thể chơi được trên tay cầm nha các bạn. Để mình chỉnh cái màn hình nó to to xíu nha. Chỉnh 1920 nhân 1080 chơi cho nó sướng ha. Cho nó đẹp. Đây. Ok. Rồi. Nói về độ màu mè thì đương nhiên là cái bản này là đẹp. Đẹp lắm luôn các bạn, mình thấy nó còn đẹp hơn so với bản Tam Quốc Chí 9 luôn á. Còn mấy bản 5 6 7 là thôi, hít khói nha. Không có tuổi mà đủ so với lại cái bản này đâu. Bản này rất là đẹp. Hiệu ứng những đồ chiêu thức đồ có rất là nhiều luôn. Mình sẽ đi chơi ở chế độ free mode nha, cho nó có chọn tướng chọn đồ trở linh động. Đây, ở đây là mình chọn nước này, chọn phe này, mình có ngụy ngô thục này, tần này và những nước khác này. Ở đây mình chọn tướng này đó. Để mình cho các bạn xem sơ về cái dàn tướng nha. Để mình đây dàn tướng những cái tướng nước khác này. Đây là tướng nước Ngụy này, đó full tướng luôn các bạn, đẹp không? Tào Nhân này, Tào Phi này, Chuyện Duy này, con của Tào Phi, vợ vợ của Tào Phi các bạn. Có mấy cái tướng là mình không có biết tên luôn, nhiều lắm, nó đánh đẹp lắm các bạn. Còn đây nước Ngô này, này là Chu Du, tôm tôm gì quên mất tiêu rồi, gan tôm kiên này, Lữ Mông này, Chu Thái này, tôm cơ này, tôm quyền này, đại kiều này, tiểu này là tiểu kiều chứ, còn này là đại kiều này các bạn. Đó, sơ qua các tướng ha. Hết nha. Rồi, tướng này tướng Thục này. Rồi. Triệu Tử Vân, Triệu Triệu Tử Long này. Rồi này là quá quen rồi đúng không? Quan Vũ ha. Trương Phi nè, nói về Cát Lượng nè, Lưu Bị nè, Mã Siêu nè. Bên này thì nhiều lắm. Đó, con gái của không nhớ nữa, Gensuo, giống đọc tên giống Yasuo ha. Rồi hết nè. Còn cái này là nước này nước nào ta? Nước Tần ha. Chuyên phải biết Tần không nữa. Cái này Tư Mã Ý này các bạn, cái này là hậu truyện này. Hậu truyện sau khi Tư Mã Ý chiếm được ngôi này, nó sẽ có những cái nước này. Đó. Còn này là Đổng Trác này, Vương Thiệu này. Đó. Hay Ngô Du Long này pháp sư rồi các bạn, cầm lá bài rồi đánh đẹp lắm. Con gái của Lữ Bố này, Điêu Thuyền này, Lữ Bố này. Thì cái bản này đương nhiên Lữ Bố là mạnh nhất rồi ha. Mình sẽ đi sơ một vài tướng đẹp mình thấy nó là đẹp ha, và
mình hướng dẫn những cái skill đồ luôn ha. Tại trong này có nhiều cái skill đa dạng lắm. Rồi chọn tướng nha, cái này chọn chọn màn này đó, chọn màn ở đây, cái chuỗi màn của nó nè các bạn, nhiều lắm. Rồi ở đây mình có thể nó có tới hai level nè, level tối đa 150 nè. Ở đây mình có thể chọn trang bị thứ hai nữa các bạn. Đó, có hai món, mà món chính là cái món skill skill chính đó các bạn. Rồi, này chọn kỹ năng nè, tuyệt chiêu đó nè, nó có tuyệt chiêu hỗ trợ các bạn. Như trong Liên Minh đó là spell á. Đây, chết rồi. Nhấn nhầm rồi. Rồi ở đây mình có chọn thú cưỡi đó nè, có xích thú nè, có nhiều loại chủng loại lắm, có chim gấu đồ tùm lum hết, cái sói nè, không cáo đó nè các bạn, con này hình như là hồi máu hay sao á, à mẹ ảo giác chứ, có mấy cái con hồi máu đồ, có chức năng hồi máu nữa. Đây con này hồi máu nè. À. Rồi này tướng bảo vệ này, rồi này đổi skin nè, có skin các kiểu nè các bạn, à, nhìn ngầu lòi lắm. Mình thì cứ thích mặc định mà chơi thôi. Rồi vào luôn nha. Đó, cốt truyện đầy đủ luôn ha. What's the matter? Something, something bothering you? I don't want you as a bad with Liu Bei now. I'm surprised. You make a good point. You make a good point. He's using the eight gates formation this time. Hồi xưa mình học tiếng Anh được cũng hay chơi mấy cái game có phụ đề tiếng Anh lắm các bạn. Từ nào mới là tra từ điển nên là mình nhớ rất kỹ. Giờ làm biến quá rồi. Statutrix là Statutrix là quân sư các bạn. Đẹp không? Các bạn coi hình ảnh nó quá đẹp luôn đúng không? Rồi, vào luôn nha. Bạn nhấn F1 á các bạn để skip nha. Rồi, đó. Sơ qua skill của nó nha. Rồi, cái này mình phải, các bạn mới chơi á thì các bạn phải chỉnh nút lại xíu nha. Tắt tắt nhạc đi cho từ. Tắt nhạc hay bản quyền mà lắm. Rồi, ok. Tắt nhạc. Chọn controller này. Các bạn chỉnh nút xíu nha. Ok. Hai này rồi. Bây giờ mình sẽ đặt lại nút nè. Này là nút trái nè. Phải nè. Tiến nè, lùi nè, tấn công nhẹ nè, tấn công mạnh nè, từ chiêu cuối nè, nhảy nè, đỡ nè, gọi ngựa nè, đổi vũ khí nè. À, cái nút đổi vũ khí là khi mà các bạn giữ nó, các bạn nhấn tuyệt chiêu cuối á, nó sẽ ra ra cái nhiều cái tương thích nữa nha. Rồi này là camera left nè, camera phải nè, camera hướng lên nè, camera hướng xuống nè, rồi hiển thị thông tin nè, dừng game nè, có cái nút cường nộ phẫn nộ nữa nha, cường nộ nữa. Rồi đặt đội. Hết rồi, ok, các bạn lùi lại sau đó nhấn apply nha.
Rồi. Ủa? À, skill đẹp không? Ừ, rất là đẹp luôn ha. Ô. Phê lắm các bạn. Đánh này thôi chứ bao sướng tay luôn. Skill ngắm skill thì bao đẹp hơn bản 4 ha, nhưng mà về cái tính thật á các bạn. Mình thì thích bản 4 bởi vì cái nó có cái màu kiểu như màu chiến tranh, còn cái này màu thấy tướng nào cũng thấy tươi sáng không. Hỏi đi cái này ở này màn này là màn ở bác quái trận này. Đó, nó có skill đổi năng lượng nè, đổi vũ khí nè, khi mà đổi vũ khí thì nó có cộng thêm hiệu ứng nè các bạn, đó, thấy không, hiệu ứng tốc độ chạy nè, bạn thấy đánh nhanh ghê sợ chưa. Đó, cái này thiên vương hỏa kích của thằng Lữ Bố rồi, quá quen rồi đúng không. Cái vũ khí hai là các bạn có thể mang bất cứ vũ khí của thằng con nào cũng được hết nha, cầm cung cầm đồ gì đều được cả, và nó xài skill đồ bình thường luôn. Gọi gấu nè. Đó, đi trên gấu nè. Để mình kiếm thêm năng lượng để mình ra skill cho các bạn xem nha. Tại cái này là không có gồng năng lượng được các bạn. Đó, khi mà đổi vũ khí thì nó sẽ có tạo hiệu ứng chón nữa. Rồi đây skill nè, skill đầu của nó nè, skill 1 nè. Đó. Rồi, nó có nhảy lên bấm nút skill nó là skill 2 nè. Đó. Ok chưa? Nó còn một skill nữa. Skill ẩn nữa. Skill này các bạn mà nếu mà đọc không kỹ là các bạn sẽ không biết cách ra ha. Nói chung các bạn chơi nó không có gồng năng lượng luôn nè. Đổi vũ khí cho nó chạy cho nó nhanh nè, đánh tốc độ đánh cũng nhanh nữa. Đó, đẹp không, quá đẹp luôn á các bạn. Rồi cái skill ẩn này, tuyệt chiêu ẩn cuối này, rồi các bạn giữ cho mình cái phím đổi vũ khí á, rồi xong các bạn nhấn nút tuyệt chiêu cuối nha. Đó, đây tuyệt chiêu số 3 của nó nè. Ok chưa. Rồi nó có một cái rage, cái phẫn nộ ha. Đây các bạn bật nó lên rồi các bạn có thể ra tuyệt chiêu cuối liên tục luôn. Cái ba cái thanh năng lượng nó sẽ gộp là một luôn nè. Đó, tuyệt chiêu cuối liên tục luôn nè, bạn thấy ba thanh năng lượng không. Đó, mát phê luôn các bạn, quá phê luôn. Rồi giờ mình sẽ đi chơi một con tướng khác nha. À, chọn cái tướng nào màu mèn xíu. À, à Thiệu Vân, à, mình thấy đây Triệu Tư Long, mình thấy này đánh cũng đẹp lắm.
Ok nha. À, múa máy đồ đẹp lắm các bạn. Chị Tú Long bao phê rồi. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Thấy không? Kiều rất là đẹp, bay bổng luôn. Nó có những cái kỹ năng nhảy hai bậc nữa nha. Lướt rồi nhảy hai bậc rồi các kiểu nữa. Đây, chiêu 1 của nó nè. Chiêu 3 của nó nè. Đó. Chiêu 4 nè. Cái này các bạn chơi quen phải bạn bạn chơi mà hay rồi là các bạn phải biết đếm nhịp. 1 2 3 4. Quá đẹp luôn. Đó. Chiêu chiêu 5 của nó nè. Ồ. Chơi con này là các bạn bị rối loạn tiền đình luôn các bạn, nó bay nhảy dễ man luôn các bạn. Đó, độ vũ khí nè. À, đi đánh kiếm xíu năng lượng ha. Đẹp lắm. Màn này nhiệm vụ là bảo vệ động trác ha. Cái này mình đang chơi chế độ tự do không có theo cốt truyện nên là các bạn đừng có hỏi vì sao mà Trừ Tú Long là bảo vệ động trác nha. Kiếm năng lượng 3 cây luôn mình ra luôn một lần cho nó phê. Được ngồi người xích thố rồi thấy không? Còn người xích thố thôi khỏi bàn luôn các bạn, nó đi nhanh phê lắm. Ngựa này nhảy được nha. Mấy cái bạn trước là phải tới gần con ngựa. Còn cái bản này các bạn bỏ ngựa một đoạn thiệt xa đi. Rồi các bạn chỉ cần huýt sáo cái là ngựa nó tới các bạn. À, mình bỏ được ngựa tự động nó chạy tới này. À, thấy không? Rồi, mình sẽ ra tuyệt chiêu nha, tuyệt chiêu 1 của nó nè. Rồi, tuyệt chiêu trên không nè. Rồi, tuyệt chiêu ẩn của nó nè.
Chưa, nó chưa lên cuồng nộ. Cuồng nộ các bạn phải đánh nhiều lính là nó mới lên cuồng nộ được. Lúc mà bị bất tỉnh á, các bạn nhấn phím đỏ là tự động nhảy lên. Ui má 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 máy nó đánh ghê sợ rồi, nó đánh ghê quá, đánh nó đánh gì mà nửa nửa cây máu luôn trời. Chết nè. Lính đây nó cũng nhiều hơn nữa. Đánh mà các bạn cày chăm chỉ rồi cũng lên được mấy ngàn thằng á các bạn. Mấy ngàn tướng á. Rồi nó có chế độ cuồng nộ rồi nè. Chưa chưa đây chế độ cuồng nộ nè các bạn. Xong quá. Rồi đổi thêm đổi tướng khác nha. Đổi cái con bài này, con này cũng đẹp lắm nè. Ồ không phải Shimashi, đúng rồi, con này cũng đẹp lắm nè các bạn, đánh thôi cũng rất là đẹp. Quá đẹp luôn ha, cái màu sự đen tối à. Màu đỏ mình đỏ chết chóc á. Wow, đẹp chưa? Lại nha. Sao mình không ra được ta? Từ nó có một cái bảng danh sách các kỹ năng nè. Đây. Đây, không phải. À, mua list nè. Đó, nó có danh sách kỹ năng này. Cái kỹ năng mạnh nhất của con này là kỹ năng cuối rồi. 3 với lại 5 nha. 3 với 5.
đánh nhịp B cho nằm 1, 2, 3, 4, 5 đó, 1, 2, 3, 4, 5 này phải rồi. Wow, lính này quá phê. Hổng chóng mặt luôn á. Ồ, đi nhầm đường rồi. Ồ, có tướng đây. Thì chiêu cuối nè. Thì chiêu 1 nè. Rồi, thì chiêu trên không nè. Rồi, thì chiêu ẩn nè. Wow. Sắp có cuồng nộ rồi. Rồi, có cuồng nộ nha. Bật cuồng nộ nè. Hết. Cuồng nộ thằng này khá là đơn giản, không có màu mè gì lắm. Ô, nó có thể chiêu. Chạy 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 chạy. À, con này nhảy được hai bọt nè. À, đang đánh nhảy được hai bọt luôn các bạn, tiện lắm luôn. Thôi. Rồi, đánh con lửa bố nữa thôi nha. Đánh bằng con lửa bố rồi nghỉ. Rồi lần này là chơi chính luôn nè. Lần này chơi qua màn luôn nha. Bố nó skill nhìn nó mạnh mẽ hơn, cái người nó cũng đồ sộ hơn nữa các bạn, lực điền hẳn luôn ha.
Tiên Trào. Đây, kết hợp với tuyệt chiêu cuối này. Đó, thì xong kiếm hợp bích rồi các bạn. Ồ, đã. Các bạn chọn đội á. Đó, các bạn nhấn cái nút đặt đội á. Là nó sẽ có sợi dây liên kết với lại NPC ha. Khi nào có sợi dây liên kết, các bạn chỉ cần gõ nhấn tia chiêu cuối là tự động nó ra. Ra xong kiếm hợp bích thôi. Đây thì chưa cuối nhảy lên của nó nè, trên không của nó nè. Mà nó mạnh quá trời mạnh luôn. Ra thì chiêu nè. Oh. Muốn đổi màu cái cây vũ khí á, bạn thấy cây vũ khí mình đổi màu không? Giữ cái nút mà đổi vũ khí á, cái siren đó nó gọi là cường hóa cái vũ khí ha. Này một số vũ khí mới có thôi chứ không phải cái nào cũng vậy nha. Đồ xét hết đã. Rồi cuồng nộ của nó nè. Là một hơi thiệt đã luôn. Boss nào mà chịu nổi.
À, mới đánh sơ sơ thôi mà nãy giờ được 400 mấy con rồi nè. Ui, gì nó bắn mình ghê vậy? Ồ, cái máy này. Máy này nguy hiểm quá. Ủa, hụt mất tiêu rồi. Hụt cái song kiếm hợp bích rồi. Ui, nó bắn. Yeah, man kìa. Không, không không có bắn được mấy này ta. Đánh nãy rồi mà giờ nó hiện vẫn còn đông nữa cơ chứ. Quang Vũ nè, đặt Quang Vũ như con luôn á. Theo cốt truyện là cả Quang Vũ, Trương Phi, Lưu Bị là chỉ là đánh ngang ngang tầm với lại Lữ Bố thôi nha các bạn, chứ không có đánh bại được Lữ Bố luôn á, chấp cả ba anh em luôn á. Một mình Quang Vũ làm cái gì? Bố có nhiều chiêu xuyên giáp lắm, đỡ cũng không có được hết. Đồng ghê luôn á trời. Không, mình chỉ đi đánh tướng thôi. Trương Liêu, bạn thân của Lữ Bố sau này được Tào Tháo giữ lại. Smart, famous general Lữ Bố. Nhìn cái mặt là biết gian rồi, thấy không? Thôi, trời luôn cho nó nhanh thấy đi. Nó mai phục động tác rồi. Where have you been? What would you do if
Đây, hào đôn này vừa mới chơi nãy này. Đánh không cho rớt luôn các bạn, quá tàn nhẫn luôn. Trên thành nó còn một tướng này, là phải lên bập một tướng này mới được. Nó không có mở cổng cho mình ta. Lão mạnh. Loạn luôn các bạn. Động trái nó chạy nhanh ghê trời. Là đánh phê quá, quên động trái luôn. Đây, Triệu Tử Long đây. Skill của Lữ Bố là không đỡ được luôn. Lo sách đích chạy thôi chứ không đỡ được nha. Hết rồi, còn còn nào nữa không ta? Ồ. Ồ, này khá nha, đánh mày khá quá nha.
Còn chùm đỏ đỏ này chỗ này có một thêm một tướng nữa nè. Tướng này là tướng tiếp riêu cái tên là quắc luôn. Ủa Trương Phi hả? À? Làm gỏi liền. Này là thằng này là của phe Tào Tháo nè. Wow, nguyên một cây máu luôn các bạn, các bạn thấy gì không? Nguyên một cây máu luôn á. Ảo dễ sợ chưa? Mình chịu nổi. Lại một cây máu nữa. Một chiêu một cây máu các bạn. Nó chưa cho vô bên trong này hả? Lưu Bị rồi. Bật cây ớt, bật chao lên, bật chao lên chơi cho nó nhỏ nhanh này. Bạn thể xử nhanh không?
Lòng trời lở đất luôn á. Nãy giờ động trác nó chưa đi ta. À, rồi à, xe động trác nó chạy rồi kìa. Có mai phục, có mai phục ở đằng trước nè. Nãy mới đánh nó hết trơn, trời giờ mai phục nó hiện lại ha. Đây, Vương Thiệu nè. Xong, hết phim, giết Vương Thiệu là ok. Trời ơi, có điều thiện quá, quá đẻ luôn các bạn. Xấu gì mà được húp điều thiện ha. Bất công kiếp. Rồi, nghỉ. Cảm ơn ở đây cả nhà đã theo dõi nha. Bye bye.